Những điều thầm kín không nói lâu ngày trở thành một hố thẳm ngăn cách, làm đôi bên trở nên dè dặt, thiếu tin tưởng lẫn nhau. Muốn tránh suy bụng ta ra bụng người, ta phải tập để ý, quan sát, tìm hiểu, tập nói thẳng không vòng vo tâm vất hay nói bóng nói gió. Đa số những chuyện buồn dần đều do hiểu lầm, không nói hoặc nói không rõ, khi thương cũng như khi buồn. Điều cần bày tỏ nói ra với ái ngữ và chánh ngữ để thông cảm lẫn nhau, khẩu hòa, không nên để bụng sinh ra nội chết. Thứ hai, tương trợ. Biết ưu điểm và khuyết điểm của nhau để bổ sung và giúp đỡ nhau. Khi mới yêu, ai cũng phô trương cái hay, cái đẹp của mình, còn cái xấu dở thì giấu đi. Sau khi ở chung, những cái xấu kia mới lòi ra, và lúc đó bất mãn buồn bực, nhân vô thập toàn, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Điều quan trọng là biết chấp nhận và nâng đỡ nhau. Thí dụ, chồng có sức khỏe làm việc nặng nhọc, nhưng không có tài giao thiệp, vợ thì đảm đang, khéo ăn nói. Mỗi khi cần giao thiệp với người ngoài, thì vợ nên thay thế chồng. Bồng em thì khỏi nấu cơm, nấu cơm thì khỏi bồng em. Phần này tương đương với thân quà. Thứ ba, trung thành. Cam kết trung thành với nhau, không lừa dối, ngoại tình, vân vân. Đây chính là giới thứ ba trong năm giới căn bản của người Phật tử, giới không tà dâm, giới hòa đồng tu. Thứ tư, thương yêu. Không nên lầm lẫn thương yêu với ái luyến. Thương yêu là mong muốn người kia được an vui hạnh phúc, biết chấp nhận người kia như họ là. Tình thương thực sự phải giống như tình mẹ thương con. Dù con đẹp hay xấu, khôn hay dại, người mẹ đều thương, chấp nhận và không bao giờ bỏ con. Đây là tình thương vô điều kiện, có thể gọi là tu giới từ bi. Thứ năm, tôn trọng. Tôn trọng tự do, không gian và nhân tính của người thương. Không nên kiểm soát điều khiển, biến người kia thành nô lệ phải tuân theo ý của mình. Bạn có muốn được thương như chim nhốt trong lòng hay được tự do bay nhảy ngoài trời? Thương nhau thì phải tôn trọng không gian của nhau, không xâm lấn, đàn áp, giành giật, thân hòa đồng trụ. Thứ sáu, biết hỏi và chấp nhận. Mỗi khi muốn điều gì thì phải can đảm bày tỏ, xin hỏi, yêu cầu và biết tôn trọng, chấp nhận sự đáp ứng của người kia. Thí dụ, chồng muốn đi cine nhưng không biết vợ có thích không. Tốt nhất là bày tỏ ý muốn của mình. Nếu vợ thích thì cùng đi, còn vợ không thích vì một lý do gì đó thì chồng không nên nài ép hoặc giận dỗi. Đây là ý hòa đồng duyệt. Thứ bảy, chia sẻ. Chia sẻ với nhau về ý kiến, tình cảm, vật chất, không thủ lợi ích kỷ, cho phép và chấp nhận người kia đi vào cuộc đời của mình, tìm hiểu mình, không giấu giếm. Phần này bao gồm lợi hòa và ý hòa. Thứ tám, cởi mở, làm mới. Sống chung một thời gian, không ai tránh khỏi nhàm chán buồn tẻ vì bận làm ăn, lo cho con cái, không có thời giờ vui chơi giải trí như hồi mới quen nhau. Do đó cần phải biết cởi mở, làm sống lại tánh hồn nhiên, dễ thương, thông cảm của thuở ban đầu. Mỗi người ngồi xuống thành thật viết ra những khía cạnh đáng yêu và đáng ghét của bao năm sống chung, rồi trao đổi với nhau. Kể đó cùng bàn luận và ghi ra những giải pháp thích nghi, ngõ hầu đáp ứng được ước muốn chung của hai người. Đây là kiến hòa đồng giải. Điều quan trọng không phải lúc nào cũng làm đẹp lòng nhau, mà là khả năng giải tỏa sự bất hòa. Có những cặp vợ chồng không bao giờ gây sự cãi nhau, bề ngoài có vẻ hạnh phúc nhưng bên trong lạnh lùng, tẻ nhạt. Họ không làm tối chuyện bởi vì mỗi người chỉ muốn sống yên thân qua ngày. Ngược lại, có những cặp vợ chồng phải trải qua nhiều sóng gió nhưng hiểu và thương nhau nhiều hơn. Hạnh phúc hai mình cần được xây dựng, duy trì, chứ không phải đợi người kia cho ta hạnh phúc. Nếu chờ đợi người kia cho ta, chiều ý ta, thì đó không phải tình yêu mà là tình đòi, tình nợ. Hai bên đòi qua đòi lại, không ai biết cho, biết hiểu, để cuối cùng thành tình sâu, tình hận, thành quan gia kiếp sau, đi tìm nhau thanh toán tiếp nợ ân quán. Thực tập, lâu lâu hai người cần ngồi xuống và kiểm lại xem. Một, ta có biết thương yêu thật sự là gì không? Hai, ta đã làm gì để biểu lộ tình thương? Ba, cách thương của ta làm cho người kia hạnh phúc hay khó chịu? Bốn, ta có đóng góp gì cho hạnh phúc
hay chỉ biết hưởng thụ lợi dụng? Thứ năm, nếu sống chung mà không hạnh phúc thì ta cần phải làm gì? Hãy thương như là người kia như thế nào thì ta thương họ như thế nấy. Đó gọi là thương người kia như họ là. Cách nói này có vẻ mới lạ, không đúng với văn phạm tiếng Việt, vì nó thiếu một túc từ sao chỉ là. Nhưng tôi mong độc giả sẽ làm quen dần với lối nói này. Trước khi biết thương yêu và chấp nhận người khác như họ là, thì ta phải biết thương yêu và chấp nhận mình, chấp nhận những cái xấu cũng như cái đẹp. Nếu tôi lùn và mũi tẹt, thì tôi biết thương và chấp nhận cái lùn và mũi tẹt của mình, không cần phải mang giày cao gót hoặc đi sửa mũi để biến thành người đẹp thì tôi mới thương mình được. Nếu tôi là công nhân thì tôi cho người kia biết tôi là công nhân, không cần giả bộ nói dối mình là chủ hãng để chinh phục người đẹp. Nếu tôi là ổi mà giả bộ làm mít thì trước sau gì cũng bại lộ. Khi biết thương mình như vậy, ta mới có thể thương và chấp nhận người khác như họ là. Sống chung hạnh phúc là cả một nghệ thuật, không phải cứ thương và lo cho nhau là đủ. Có một cặp hát xiệc gồm hai cha con. Người cha đã lớn tuổi và cô con gái khoảng 16 tuổi. Cô này thường lộn ngược trồng cây chuối trên đầu người cha, còn ông ta ráng giữ thăng bằng dưới đất để chịu cho cô con gái. Một hôm ông nói, bây giờ cha đã lớn tuổi, khi biểu diễn hai cha con mình phải cẩn thận, lo cho nhau nhiều hơn. Cô con gái đáp, cha ơi, con nghĩ cha hãy lo phần của cha thật chu đáo, còn con lo phần của con thì mọi việc sẽ êm xuôi. Câu chuyện này đến tai Đức Phật và Ngài đồng ý với câu trả lời của cô gái. Vì khi đang lơ lửng trên cao với chỗ dựa duy nhất là đầu của cha mình, việc quan trọng mà cô phải làm là hết sức chú ý giữ thăng bằng, đâu thể lo cho cha cô ở dưới được. Và ngược lại, cha cô cũng phải tập trung tinh thần ở dưới, đâu thể ngước lên nhìn hay lo cho con gái. Muốn hạnh phúc, mỗi người phải chịu trách nhiệm và lo phần của mình cho hoàn hảo, không nên dòm ngó hay xen vào phần của người kia. Mỗi người đều có một thùng rác chứa phiền não riêng và có bổn phận lau chùi thùng rác của mình. Nếu ta muốn lau rửa thùng rác của người kia, tức là dòm ngó vào phần của người khác, ta phải biết tôn trọng và để nguyên cho người kia lau chùi thùng rác của họ. Sống chung không phải đổ rác vào người thương và cũng không phải lau chùi thùng rác của dân. Ta có thể tâm sự, chia sẻ niềm đau nỗi khổ của mình cho người kia nghe và hỏi ý kiến, nhưng chính ta phải tu tập và chuyển hóa phiền não của mình. Điều dại dột nhất là đổ lỗi, trách móc, kết tội, than phiền người kia. Làm như vậy là đang đổ rác của mình vào người thương. Nếu cần gì thì bàn nói chia sẻ tâm sự với nhau để tìm giải pháp như đã nói ở phần trước. Lau chùi thùng rác của mình tức là thanh tịnh quá ý tình thân, cho đến khi không còn trách móc, buồn giận lẫn nhau, thì lúc đó ta là người trưởng thành và biết thương yêu thực sự. Sống chung mà biết thương yêu, thông cảm, chấp nhận lẫn nhau để xây dựng hạnh phúc thì quá tốt. Nhưng nếu gặp trường hợp không may, chỉ có một bên chấp nhận và bên kia vô minh ngoan cố không chịu thì sao? Một bên thương yêu và một bên lợi dụng, hoặc một bên trung thành, một bên lừa dối, một bên hiếp đáp, một bên sợ hãi, vân vân. Sống chung mà chỉ làm khổ nhau thì có nên tiếp tục không? Tốt nhất hãy ban cho nhau một ân huệ, đó là chia tay nhau, đường ai nấy đi. Đừng ích kỷ, chiếm giữ, níu kéo, vì bạn không thể thương người kia như họ là, thì sẽ có người khác thương họ. Đừng làm mất thời giờ của nhau. Trong xã hội hiện nay, ly dị là một chuyện rất bình thường, không có gì xấu hổ hay tội lỗi. Nhiều khi ly dị xong, người ta mới tỉnh ngộ, nhận ra lỗi lầm và trưởng thành hơn. Hạnh phúc tuyệt đối. Những loại hạnh phúc kể trên, dù một mình hay hai mình, đều tương đối, tạm bợ, giúp cho người ta bớt khổ phần nào trong kiếp luân hồi vô tận. Vì thật ra tất cả hạnh phúc thế gian chỉ là ảo ảnh, như bóng trong gương, như trăng đáy nước, thấy dường như có mà không thật có, càng tìm kiếm càng thất vọng. Nếu chưa dứt được nghiệp ái thì cố gắng tu sửa,
để sống hạnh phúc với người mình thương, đừng gây khổ cho nhau. Là người trí cần phải hướng đến hạnh phúc tuyệt đối. Theo đạo, hạnh phúc không phải là cái gì ở bên ngoài, mà ở ngay trong tâm mình. Khi tâm chấm dứt thèm khát, ham muốn, thì lúc đó không cần phải chạy đi tìm kiếm cái gì nữa hết. Hạnh phúc chân thật là sự bình an của tâm hồn. Khi tâm hồn hoàn toàn bình an, vắng lặng, không còn một chút bóng dáng của khát ái, phiền não, lo âu, chấp ngã, ích kỷ, thì đó mới là hạnh phúc chân thật. Kết luận: sinh ra ở đời, không biết mình từ đâu đến, đến đây để làm gì, chết sẽ đi về đâu. Trong lúc sống không biết mình là ai, là cái gì, tại sao lại gặp phải bao nhiêu đau khổ, buồn phiền, lo âu, sợ hãi, vân vân. Đến với đạo để tìm câu trả lời, nhưng nhiều khi chúng ta vội vàng tìm ngay một pháp môn để cầu giác ngộ hay giải thoát và quên đi những khắc khoải ban đầu. Tất cả pháp môn như thiền, tịnh, mật đều hay và tốt cả, nhưng ta cần nhớ lại mục đích tu hành của mình là gì. Đạo Phật là con đường của tuệ giác, và nhờ tuệ giác soi sáng, chúng ta mới thoát khổ. Do đó, nếu tu đúng theo đạo Phật, thì ta phải thấy có sự chuyển hóa ngay nơi thân tâm mình, bớt lo âu, phiền não và có nhiều an lạc hơn. Khái niệm về ý, tình, thân không có gì đặc biệt, mà chỉ là một cách nhìn khác về ngũ uẩn, một lối nhìn đơn giản và con người hơn. Nhất là vấn đề tình cần được triển khai hơn trong tương lai. Tu theo giáo lý nguyên thủy thì cần hiểu về danh sắc, lục nhập, vô ngã. Tu theo giáo lý đại thừa thì cần hiểu về ngũ uẩn giai không hay bát nhã. Tu để chuyển hóa khổ đau trong hiện tại thì cần hiểu về ý, tình, thân và tiến trình phiền não. Thấy được sự liên quan của bộ ba ý, tình, thân thì ta cần phải tu sửa cả ba, chứ không thể chỉ tu tâm hoặc tu thân thôi. Đó là điều chính yếu của tập sách này. Bạn đọc hiện đang tu theo bất cứ pháp môn nào cũng đều có thể áp dụng được khái niệm ý, tình, thân để bổ túc, kiểm chứng và thăng hoa sự tu tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức chuyển âm quyển sách ý, tình, thân hồi hướng cầu an cho bà Sám, pháp danh Diệu Phú, được phước thọ biên trường. Đồng cầu siêu cho hương linh song thân bà Sáu, ông Ngô Nương, từ trần ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ, và bà Phan Dầu, từ trần ngày 9 tháng 5 năm Ất Tỵ, siêu sanh tịnh cảnh. Đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Là người, ai cũng muốn sung sướng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì thì khó mà trả lời chính xác, vì nó tùy quan niệm và trình độ tiến hóa của mỗi người. Đối với người nghèo thì tiền của là hạnh phúc, đang đói mà có cơm ăn là hạnh phúc, cô đơn mà có người thương là hạnh phúc. Đối với đa số quần chúng thì hạnh phúc là thỏa mãn những nhu cầu vật chất, thể xác như ăn uống, tình dục, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, tài sản. Nhưng sau khi đạt được những nhu cầu vật chất thì hạnh phúc là thỏa mãn nhu cầu danh vọng, địa vị, quyền hành như giám đốc, tỉnh trưởng, bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống, vân vân. Trên phương diện tương đối, ta có thể định nghĩa hạnh phúc là khi những nhu cầu thèm khát được thỏa mãn. Nhưng sự thèm khát của con người không bao giờ chấm dứt. Khi chưa có thì thèm muốn có, khi có rồi thì sợ mất, hoặc nếu không thì lại thèm muốn cái khác. Do đó, cái hạnh phúc mà người thế gian theo đuổi chỉ là một ảo tưởng, tưởng nắm bắt được, nhưng trong thoáng chốc nó lại tuột mất và phải chạy đi tìm nữa. Hạnh phúc tương đối. Gọi là tương đối vì loại hạnh phúc này mong manh, tạm bợ. Tiến trình hạnh phúc tương đối. Ban đầu
ý khởi ham muốn, thèm khát một điều gì đó. Khi đạt được điều ham muốn thì sung sướng, khoái lạc. Tiếp theo, phải ý thức là mình đã đạt được điều đó thì mới có hạnh phúc. Ở giai đoạn 1, ta là người thiếu thốn khi tâm khởi lên tham muốn. Sang giai đoạn 2, ta là người sung sướng nhưng không khéo có thể rơi trở về giai đoạn 1 nếu thiếu ý thức. Giai đoạn 3, ta là người có hạnh phúc. Ý thức càng nhiều thì hạnh phúc càng lâu. Thí dụ khi đau răng, ta chỉ thèm muốn làm sao hết đau răng là sung sướng lắm. Thời nay, không phải mới đau răng là có thể chạy ngay tới phòng mạch nha sĩ. Ta phải lấy hẹn trước ít nhất 1-2 ngày. Đến khi được nha sĩ chữa hết đau răng, ta thở phào sung sướng. Nhưng vừa hết đau răng, chưa kịp thưởng thức sự sung sướng đó, thì ta nghĩ ngay tới việc ăn uống. Không biết lát nữa đi ăn nhà hàng nào ngon, để bù lại mấy ngày qua. Khi đau răng ta cầu hạnh phúc hết đau răng, nhưng khi hết đau răng thì không thấy hạnh phúc mà lại tiếp tục thèm muốn cái khác. Ta đã để hạnh phúc hết đau răng tuột ngay khỏi tầm tay. Hồi trước còn nghèo, đi làm phải đi xe đạp hoặc xe công cộng, nên tôi thèm có một chiếc xe hơi. Nếu có được xe hơi thì tôi sung sướng lắm. Sau này làm ăn khá giả, có tiền mua được xe hơi, mỗi ngày lái xe đi làm. Ý thức được mình may mắn hơn nhiều người khác, nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày nào tôi còn nhớ niệm và ý thức tỉnh giác được như vậy thì ngày đó tôi còn tiếp tục hưởng cái hạnh phúc có xe hơi. Hạnh phúc luôn luôn là hạnh phúc về cái gì? Hạnh phúc không có tự tánh, không thể tự nhiên mà có. Hạnh phúc lâu bền hay ngắn ngủi tùy theo ta ý thức nhiều hay ít. Hạnh phúc một mình. Chúng ta thường đi tìm một cái gì bên ngoài để ban lại cho mình hạnh phúc, như vật chất, nhà cửa, xe hơi, máy móc, tiền nghi, hoặc tình cảm gia đình, thân quyến, bạn bè, người yêu, hoặc danh vọng, địa vị, lý tưởng. Ta khao khát tìm kiếm vì tưởng mình nghèo nàn thiếu thốn, tâm luôn phóng ra ngoài, chạy theo trần cảnh. Trong kinh Pháp Hoa kể, thí dụ đứa cùng tử suốt đời đi ăn xin vì không biết trong túi mình có viên ngọc quý. Đến khi được người bạn nhắc tỉnh ngộ, lấy ngọc ra xài, liền hết đói khổ. Bài quán chiếu dưới đây nhắc bạn nhớ lại những viên ngọc quý mà bạn đã có. Chỉ cần lấy ra dùng là sẽ có hạnh phúc. Quán chiếu hạnh phúc. Sau đây là 7 điều quán chiếu hạnh phúc. Ta đang còn sống, ta có sức khỏe, ta có đủ 6 căn, ta có tự do, ta có tiện nghi vật chất, ta có tình thương, ta có sự hiểu biết. Thứ nhất, ta đang còn sống. Trên đời này quý nhất là sự sống. Tất cả sinh vật, từ côn trùng, sâu bọ, thú vật cho đến con người, loài nào cũng tham sống sợ chết. Giả sử bây giờ phải lựa chọn giữa trúng số độc đắc mà chết và sạt nghiệp mà sống, thì bạn sẽ lựa cái nào? Ở đời, ai cũng lo đi tìm tiền của, nhưng thật ra tiền của chỉ để bảo đảm sự sống an toàn tiền nghi. Có nhiều người giàu sang sẵn sàng chia hết tiền của để cứu lấy mạng sống. Như thế đủ thấy sự sống quý hơn tiền bạc, quý hơn gấp trăm ngàn, triệu ngàn lần. Ngay cả 1 tỷ đô la cũng không mua nổi mạng sống khi bị bệnh ung thư hay sida. Vậy mà sáng nay mở mắt thức dậy còn sống, bạn có thấy mình hạnh phúc không? Mỗi khi cảm thấy khổ đau, chán nản hay tuyệt vọng thì hãy nhớ lại, ta đang còn sống đây. Còn sống thì còn tất cả. Thứ hai, ta có sức khỏe. Sự sống quý nhất trên đời, sức khỏe quý nhất trong sự sống. Có sức khỏe không có nghĩa là phải khỏe như lực sĩ Thế Vận Hội, mà chỉ cần không đau nhức, bệnh hoạn, không có bệnh trầm kha, nan y, vân vân. Ở đời mấy ai tránh khỏi bệnh tật, không bệnh này thì bệnh nọ. Bệnh nặng như ung thư hay sida phải có thuốc giảm đau như morphin mới chịu nổi. Nếu không thì đau đớn rên xiết như bị hành hình ở địa ngục. Bệnh nhẹ như cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu cũng làm cho ta mệt mỏi, khó thở, đau nhức. Mỗi khi khỏe mạnh, không bệnh hoạn thì ta hãy mừng rỡ, ý thức đó là một hạnh phúc. Có nhiều tiền mà bệnh hoạn liên miên, ăn không được, ngủ không yên, hết nằm nhà thương này
đến nhà thiên đàng. Có tiền như vậy đâu có sướng. Mỗi khi cảm thấy khổ đau, chán nản hay tuyệt vọng, thì hãy nhớ lại ta đang còn sức khỏe đây. Còn sức khỏe thì còn làm được tất cả. Thứ ba, ta có đủ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có người đầy đủ sức khỏe nhưng lại bị mù, điếc hoặc câm, què, tàn tật, vân vân. Những người này dù có tiền, có sức cũng đâu sung sướng gì. Bạn có thể tưởng tượng nếu bây giờ bị mù thì bạn sẽ ra sao? Chỉ cần nhắm mắt lại trong 5-10 phút, đi tới đi lui trong nhà mình xem, bạn có hiểu được nỗi khổ của người mù không? Vậy mà bạn đang còn đôi mắt sáng, thấy được trời xanh, mây trắng, tai nghe được chim hót, nhạc hay, mũi ngửi được mùi cơm thơm, miệng nói năng được với người thương, thân không què quặt, tâm không điên loạn. Như vậy còn đòi hỏi gì hơn? Chỉ cần mất đi một căn thôi, đời bạn sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa. Dù ở trong cảnh khổ nào đi nữa, nhớ lại mình còn nguyên vẹn 6 căn cũng đủ an ủi và xóa tan đi mọi niềm đau. Thứ tư, ta có tự do. Tự do ở đây là không bị tù đày, chứ không có nghĩa chính trị hay tôn giáo. Bởi vì theo giáo lý, tất cả chúng ta đều là tù nhân của 3 cõi 6 đường. Chỉ khi nào thoát khỏi sinh tử luân hồi mới thực sự là tự do. Hiện tại bạn có đang ở tù không? Có đang bị trói buộc xiềng xích không? Có ai cấm bạn đi đứng, nói năng, ăn uống không? Có ai đánh đập, theo dõi, kiểm soát bạn không? Bạn có biết đời sống trong tù ra sao không? Dù đó là tù ở Pháp, ở Mỹ. Có thể bạn nghĩ tù ở các xứ văn minh giàu có thì sướng hơn ở xứ nghèo chăng? Ở Mỹ, nhân viên cai tù không hành hạ tù nhân, nhưng chính những người tù đánh đập, áp bức, hiếp dâm lẫn nhau rất dã man. Ngay bây giờ nhìn lại, bạn có thấy mình được tự do đi đứng nói năng không? Nhớ ai thì lên xe rồ máy đi thăm, thèm ăn món gì thì ra chợ mua hoặc đi nhà hàng, vân vân. Có biết bao người đang bị tù đầy khổ sở, trong đầu chỉ ao ước được tự do như bạn là họ sung sướng lắm. Vậy mà đang sống tự do, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu không thì bạn hãy ý thức và nhớ lại đi. Đừng để khi mất tự do rồi mới mơ ước thì quá muộn. Thứ năm, ta có tiện nghi vật chất. Tiện nghi vật chất không hẳn là nhà cao cửa rộng, xe hơi, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, vân vân. Tiện nghi ở đây là những thứ căn bản mà phần đông chúng ta đều có. Đó là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở che mưa nắng, không phải đi ăn xin, ngủ đầu đường xó chợ. Nhiều người ở Việt Nam vẫn tưởng rằng sống ở Pháp hay Mỹ chắc sướng lắm vì đầy đủ tiện nghi. Họ đâu biết là ở đâu cũng có kẻ giàu người nghèo. Ngay tại Paris, thủ đô ánh sáng, hàng ngày vẫn có nhiều người ăn xin vô gia cư. Tiếng Pháp gọi là SDF. Ngửa tay đi xin tiền trong xe điện ngầm Metro. Tối đến, họ chui vào những gầm cầu thang để ngủ. Nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Hãy nhìn lại hoàn cảnh của mình. Bạn có đói đến nỗi thiếu ăn không? Có nghèo đến nỗi không còn mảnh vải che thân? Nếu chưa đến nỗi như vậy, thì bạn hãy xem mình đầy đủ. Khi tâm biết đủ, thì túc, thì bao nhiêu cũng đủ. Khi tâm tham muốn đòi hỏi, thì bao nhiêu cũng không đủ. Người biết đủ là người giàu có hạnh phúc vì không thấy thiếu thốn. Người tham lam keo kiệt dù có nhiều tiền vẫn là người nghèo vì không bao giờ thấy đủ. Thứ sáu, ta có tình thương. Nhiều người khổ sở vì cảm thấy cô đơn, không có ai thương mình hết. Không ai thương mình bởi vì mình đâu có thương ai. Khi trong lòng ta tràn đầy tình thương thì tự nhiên nó tỏa ra và mọi người sẽ tìm đến. Giống như mùa xuân qua nở thơm ngát thì tự động ong bướm bay tới xung quanh. Ai cũng có một trái tim, tiếng Hán là tâm. Bản chất của tâm là thương yêu. Ta có dư tình thương cho chính mình và cho kẻ khác. Chỉ cần nhớ lại mình có trái tim thương yêu và đem ra sử dụng. Nếu chưa nhớ thì bạn hãy thực tập phép quán từ bi ở phần trước. Hiện tại bạn có ai là người thân không? Có cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè không?
có ai đang thương và lo lắng cho bạn không? Có tình thương, biết thương và được thương là một hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời này. Thứ bảy, ta có sự hiểu biết. Hiểu biết ở đây là hiểu biết đạo lý, chứ không phải kiến thức bằng cấp. Không kể người khùng điên mất trí hoặc bị bệnh tâm thần, mà ngay cả những người bình thường cũng chưa chắc có sự hiểu biết về nhân quả và đạo đức. Đầu óc ta còn sáng suốt, không điên khùng mất trí, lại gặp được Phật Pháp, học hiểu giáo lý giải thoát. Đó là một duyên lành hy hữu, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Ngoài ra, nếu là Phật tử, ta có thể quán chiếu thêm như sau: thật may mắn hạnh phúc cho ta, mỗi ngày được tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú. Đó là việc làm đầy ý nghĩa và lợi ích nhất trong ngày, vì nó giúp ta giải thoát. Còn bao nhiêu việc khác như đi làm kiếm tiền, ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, hưởng thụ, vân vân, đều là tạo nghiệp và gây thêm phiền não. Nếu quán chiếu những điều trên chưa đủ để cho bạn hạnh phúc, thì bạn cần phải hạ sân, đi vào cuộc đời để tiếp xúc với người sắp chết, người bệnh, để thấy họ khổ ra sao. Tiếp xúc với người tàn tật, người tù, người ăn xin, người cô đơn, người ngu, cố chấp, thì bay ra, nó sẽ giúp bạn tỉnh ngộ, thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc hai mình. Hạnh phúc hai mình là đi tìm và xây dựng hạnh phúc chung với một người khác. Chắc khỏi đói, bạn cũng đoán được hạnh phúc hai mình có hơn hạnh phúc một mình. Lớn lên, ai cũng đi tìm một người để thương và sống chung, nói cách khác là lập gia đình. Mỗi khi có đám cưới, người ta thường chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, long phụng cầm sắc, vân vân. Nhưng tôi sẽ nói cho họ biết là họ đang đi vào con đường bất hạnh chứ không phải hạnh phúc, vì họ sẽ phải nếm mùi, đòi hỏi, trông chờ, lên án, trách móc, đổ lỗi, giận hờn, bất mãn, buồn tủi, thất vọng, vân vân. Gia đình là nơi bao nhiêu quan gia tụ hội lại với nhau, đôi lúc vợ chồng, con cái để thanh toán nợ ân oán, dây nghiệp trả nghiệp, quán thắng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. Bàn về hạnh phúc gia đình thì thật là một việc dạng bất đắc dĩ. Vì sao? Vì nếu tự mình có hạnh phúc rồi thì đâu cần phải đi tìm ai. Và nếu tự mình không có hạnh phúc mà mong cầu người khác cho mình thì rất khó được, vì nền tảng của sự tìm cầu là vô minh, ích kỷ, thèm khát, lợi dụng. Chúng ta đi tìm một người yêu để làm gì? Phải chăng để đáp ứng những nhu cầu ao ước thèm khát về vật chất, tình cảm, tình dục, sinh lý? Khởi đầu ta là người thiếu thốn, mong chờ đòi hỏi người kia thỏa mãn cho ta, giống như quan gia đi đòi nợ vậy. Không duyên nợ, không quan trái thì không thành vợ chồng, mà có quan trái thì làm sao hạnh phúc được. Tình đời. Vợ chồng anh hai hồi mới cưới rất thương yêu và chiều chuộng nhau. Nhưng sau hơn 30 năm chung sống, bây giờ hai người rất khổ sở phải chịu đựng nhau. Anh hai không biết để ý nói chuyện, thăm hỏi, săn sóc vợ con, mà chỉ biết đi làm kiếm tiền thôi. Anh coi đó như xong bổn phận của mình, và muốn vợ ở nhà phải trông nom cơm nước, hầu hạ anh đầy đủ. Anh lại có thêm tánh nóng nảy hay gắt gỏng là lỗi vợ con. Thời buổi khó khăn, vì lương của chồng không đủ nuôi gia đình, nên chị hai cũng phải đi làm kiếm tiền. Vừa